Do năm nay, thời điểm thi Đây là đoạn clip chế giễu kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016 do nhóm bạn trẻ Thừa Thiên Huế tung lên mạng xã hội vào tối ngày 3 tháng 7 vừa qua. Với ý tưởng hài hước, hình thức phỏng vấn nhận xét đề thi, cảm xúc làm bài của học sinh, clip dài hơn 3 phút này thu hút hàng nghìn lượt xem, lượt chia sẻ và bình luận trên YouTube. Sau chưa đầy 2 ngày đăng tải, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị công an của tỉnh vào cuộc điều tra. Anh Kim Phi Long, một vlogger khá nổi tiếng trong cộng đồng mạng Việt cho rằng, lời thoại phê phán của clip chỉ mang tính hài hước, không nên quá khắt khe. Tế hiện nay thì rất nhiều những người ta vi phạm bản quyền, thì đấy là điều mình nên chú ý hơn là những cái video vui vẻ như của các bạn trẻ đó. Ông Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăm sóc và Bảo vệ Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận định, việc các em có sự sáng tạo, ứng dụng công nghệ, phát triển năng lực là điều tốt. Do vậy, mời công an vào cuộc là nóng vội và có phần quá mức cần thiết. Nếu bắt giam, xử phạt nhóm bạn trẻ có thể sẽ vi phạm vào quyền trẻ em. Mặt khác, khi nhóm bạn trẻ đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng về hành vi này, cho thấy các em đã nhận ra lỗi của mình nên xử lý vụ việc này theo hướng nhân văn. Không có liên quan gì đến vấn đề nói xấu đất nước, nói xấu chính trị, lộ thông tin bí mật gì đất nước, đến thuần phong mỹ tục mà tại sao lại phải đi hình sự hóa nó lên. Không nên như vậy. Làm thế nào để khuyến khích cho các em có một tinh thần gọi là vui chơi thoải mái, có một sự sáng tạo thì các em mới có thể là sau này học tập tốt và trở thành con người gọi là phát triển toàn diện được. Trong khi đó, theo các chuyên gia pháp lý, việc xử lý vi phạm này cần phải cân nhắc vì muốn xác định một hành vi vi phạm phải chứng minh được mức thiệt hại và người bị hại. Trong khi ở đây, thiệt hại là làm giảm uy tín của ngành giáo dục trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, nhưng mức độ thiệt hại cụ thể thì rất khó xác định. Không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đặt ra cái vấn đề về trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân này. Bởi vì thứ nhất là các em cũng không có, tôi không thấy là các em có cái động cơ, có mục đích gì đây là nó xấu cả. Chẳng qua là do cái sự non nớt trong nhận thức của các em cũng là tính ham vui quá đáng. Trước sự việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế cũng xác nhận đang chờ đợi kết quả xác minh làm rõ của cơ quan công an và chưa đưa ra hình thức kỷ luật hay đuổi học bất cứ em nào. Đồng thời, cơ quan này cũng khẳng định sẽ có hướng xử lý mang tính nhân văn bởi sự việc này liên quan đến phạm chủ đạo đức.